Hello anh em, xin chào toàn thể anh em quay trở lại với video của mình Ngày hôm nay thì mình bỏ ra 30m anh em ạ Nay mục tiêu vẫn kiếm khoảng tầm độ chục, hai chục củ là nghỉ nha Ở trên cái con game này thì mình thấy là Tài xỉu vẫn là đông anh em tham gia nhất Và mình cũng tham gia cũng khá là là lâu rồi Cầu 22 đẹp chưa anh em Đù cầu 22 đẹp thế nhờ Bao nhiêu cặp rồi đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp rồi anh em ạ Đi rất là dài rồi Giờ mà vào bắt tiếp á, thì có thể là sẽ gãy đấy Nhưng mà những dạng cầu này thì mình không bao giờ mình bẻ Đó, bám theo luôn Làm trục củ nha Vẫn có có thể là sẽ đi đi tiếp đấy Riêng cái cầu 22 này thì bám theo vẫn cứ là ổn anh em ạ Để xem tay đầu xem thế nào Rồi ok, húp luôn anh em thấy không vào nhìn thấy quả cầu E2 đẹp bám theo ngay hiện tại thì đang đi khoảng 6 cặp rồi nhưng mà cầu này vẫn bám được nhá khi gặp cầu dài á mình khuyên anh em là không nên bẻ cứ bám theo bám cho đến bao giờ nó ngắt thì thôi tại này mình sẽ chiến 4 củ này ok cho anh em anh em bám cho đến khi nào nó ngắt cầu thì thôi chứ không nên bẻ cầu bởi vì nhiều cầu đi rất là dài có thể nó sẽ đi vài chục tay là chuyện bình thường đó nên là gặp cầu mà đẹp cứ nên bám theo nếu như anh em mà bẻ thì bẻ thử 1 đến hai lần thôi cảm thấy mà ổn thì nếu mà nó ăn thì anh em có thể chiến tiếp nhưng mà nếu mà bẻ hai phát mà không được thì tốt nhất là nên dừng anh em ạ một là bám theo hay là không chơi được thì anh em dừng nhiều anh em thì không thích chơi cầu bệt dài đó nói chung là mỗi người mỗi máu cũng không thể nào mà giống nhau được hết phải không ạ nhưng mà anh em mà không chơi được thì tốt nhất là nên nên nghỉ chứ không nên bẻ và này u vẫn hút này quá ngon anh em ạ bám theo cái quả cầu này là đỉnh đấy anh em thấy không cầu đi rất dài nhá cầu này là bẻ là toang ngay không bao giờ bẻ anh em ạ chiến tiếp thay vì mình không bẻ thì mình bám theo và mình sẽ vào giảm giảm dần đi vì cầu này cũng sắp sắp đến lúc là nó nó gãy rồi đấy tốt nhất là chơi là gặp cầu dài không bám được thì nghỉ anh em ạ không nên chơi nhá chờ đến khi nào mà nó gãy cầu thì anh em vào, ok tiếp tục chiến qua cầu 22 quá đơn giản giờ kiếm đấy chục củ nữa nghỉ là đẹp anh em ạ để xem hôm nay liệu kiếm được khoảng 20 củ không nhá cầu này mình nghĩ là kiếm 20 cũng không có gì là khó cả rồi ok tiếp tục chờ kết quả để xem liệu có ổn được tay này không Rồi. Thôi, toang rồi, gãy rồi. Như vậy là đến lúc nó gãy rồi anh em ạ, bị cầu nào vậy thôi. Đến lúc nó vẫn phải là gãy thôi. Cầu này bây giờ để xét lại xem nào. Tiếp tục chặn một tay nữa đi. Ờ chặn một tay nữa nhá, nếu không ổn thì mình sẽ quay sang chơi cầu bệt luôn. Ok chứ anh em. Đó, cái cách chơi của mình thì nó cũng rất đơn giản thôi. Gặp cầu nào bám cầu đấy và hiện tại mình chặn tiếp tay này này mình vẫn bắt câu hai hai nhá hiện tại mình vẫn đang bắt câu hỏi hai nhưng mà nếu như tay này mà xịt á, thì sẽ đổi sang bắt câu bệt luôn đó để xem liệu có ổn được tay này không cầu này thì cũng dễ thôi không có gì khó cả mình đang bám cái cầu nào mà đang ăn đấy tiếp tục bám theo Kẻ nó gãy vẫn bám theo nhá nhưng mà khi mà thua hai tay thông thì sẽ đảo sang gọi là chơi kiểu khác đó, cách chơi của mình là rất đơn giản thôi. Cứ đang bạn ăn mà xịt hai tay thông thì đổi sang cái cái cách chơi khác. Rồi, như vậy là xịt hai phát, không chiến câu hai nữa, giờ chuyển sang câu bệt này. Bây giờ đến lúc là nó đi bệt rồi anh em ạ. Giờ này là vừa rồi đi ngắn bây giờ bắt bệt là hợp lý nhất rồi. Quả này chiến luôn cầu bệt 15 củ này. Ok nhá, để xem liệu có thành công được cái này không đã. Nói chung thì cái, dạng cầu này nó khi nó bệt đến bốn tay rồi thì tỷ lệ biệt phát thứ năm rất là cao bởi vì anh em thấy cái khoảng thời gian này nó cũng chưa biệt dài phải không ạ? Mới cái đoạn này thôi. Nên là bây giờ bắt bệt sẽ là hợp lý. Đó. Để xem liệu có chuẩn không nhá. Gặp cái cầu mà nó bệt thì cứ bám theo thôi. Không nên bẻ anh em ạ. Bẻ nó chỉ cần đi thêm được vài tay là anh em đứt ngay Vậy ngay nên là khuyên anh em là không nên bẻ làm gì cả rồi ok xem tình hình thế nào đã tay này rất là đẹp này đu đã sáu ba ra một anh em ạ quá là ổn nhờ nói chung là mình đã đã nói với anh em là những cái dạng cầu nó đứng như thế này ấy, thì không nên bẻ nhá. Đó, cầu bệt như thế này thì cứ bám theo thôi. Ok chứ anh em. Bẻ là toang ngay. Đó, hiện tại đang có một mức lợi nhuận khủng rồi. Những cái cầu này thì để mà chơi tiếp ạ, à, vẫn chơi cầu thuận được. Tay này để xem nào. Cầu này. Tay này sẽ làm một tay bốn củ đi chiến tiếp bắt tiếp vào cầu thuận nhá để xem có thành công được không đây đó đơn giản anh em ạ không có gì là khó cả cầu này thì tạm thời là là vẫn chiến cầu thuận được rồi ok đấy hút phát này là nghỉ đẹp luôn này rồi quá đẹp luôn ổn chưa anh em quá ổn luôn tiếp tục quả cầu này vẫn bám cầu bệt được anh em ạ Đó, vẫn bám cầu bệt được tay này sẽ làm một tay cuối này thắng thua là mình cũng chốt luôn này vào ba củ Đó, hôm nay mục tiêu kiếm lấy khoảng bao nhiêu 20 củ thì hiện tại là đang có lợi nhuận nếu chỉ tay này là vẫn là đủ cái lợi nhuận 20 củ rồi đó, nếu mà ăn thêm tay này á, thì sẽ kiếm thêm 6 củ nữa. Quá đỉnh luôn. Ok nhá, cùng chờ kết quả xem tay này liệu có thành công được không. Chơi thì anh em biết là gặp nhiều cầu rất là khoai mà khi anh em chơi thua vài tay thông thì tốt nhất là nên dừng hoặc là đổi cách chơi khác chứ không nên gọi là cố tình để bà bám theo. Ok chứ anh em. Chơi phải có điểm dừng. Không có điểm dừng thì rất khó để ăn được. Tay này mình vào tay cuối đấy, thắng thua là cũng chim cút này. Ok nhá, để chờ kết quả xem nào. Liệu còn bệt được nữa hay không đây. Vẫn hút anh em ạ. À. Ổn áp chưa? Lên 56 m này, lại 26 củ. Rồi ok nhé. với cái mức lợi nhuận này nghỉ quá là hợp lý rồi. Anh em thấy video hay ủng hộ mình bằng một like, một follow nhá. Xin cảm ơn toàn thể anh em theo dõi video của mình. Chào tạm, à tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.